Chương 1: Thẩm duyệt biên học đạo. Nghe chọn bộ tại mê audio com Ở thành phố Tùng Giang với hơn 8 triệu người, số người làm nghề như biên học đạo không quá con số 80. Biên học đạo là người thẩm duyệt của nhật báo Tùng Giang, khác với người thẩm duyệt của nhà xuất bản, công việc của hắn yêu cầu cả năm trực ca đêm. Một tờ báo, hơn nữa còn làm người thẩm duyệt của nhật báo hẳn là phải có những tính chất đặc biệt. Đơn giản chỉ là cần phải chăm chỉ cẩn thận, tập trung tinh thần đồng thời cần lượng đọc tương đối và rèn luyện chính trị hàng ngày. Nói tóm lại thẩm duyệt không chỉ là tìm chữ sai cùng chỗ sai, đây là một cương vị nghe qua rất tầm thường nhưng lại yêu cầu cao về năng lực cá nhân. 33 tuổi biên học đạo đã nhận cương vị thẩm duyệt viên trên 7 năm, công việc của hắn bắt đầu từ 6 giờ chiều cho tới 1 giờ sáng. Ngày ngày đảo lộn ngày đêm, ngày ngày làm bạn cùng con chữ, ngày ngày đọc tờ nhật báo lặp đi lặp lại khiến sức khỏe của hắn không được tốt, cũng khiến hắn có vẻ già dặn hơn so với lứa tuổi. Nhật báo Tùng Giang tổng công có 5 người thẩm duyệt, nhưng làm việc chỉ có 4 người. Biên Học Đạo là người trẻ nhất trong 5 người, cũng là hợp đồng lao động duy nhất, 4 người khác đều đã được vào biên chế. Lúc đầu Biên Học Đạo rất bất bình, về sau lại dần quen với không nói tới thời gian nghỉ hưu, tính sơ sơ hắn cũng phải còn 32 năm nữa, đến khi đó e là quyển sách còn chả nhìn thấy nữa là. Lại nói càng ngày hóa đơn tiền báo càng giảm, hắn cảm thấy báo giấy có lẽ không chống đỡ nổi 10 năm nữa cũng sẽ bị Internet cùng smartphone làm thịt, hoàn toàn thủ tiêu. Giờ dùng mười mấy hai mươi vạn để mua một cái ghế biên chế từ chỗ lãnh đạo là không đáng ngồi chờ chết không phải tính cách của biên học đạo nghề nghiệp làm bạn cùng con chữ và ban đêm tĩnh lặng đã để hắn suy nghĩ và lập kế hoạch một năm trước biên học đạo và vợ từ thượng tú đã thương lượng thấy ở tòa soạn báo không thể làm được gì sau khi nghĩ kỹ mới phát hiện bản thân ngoại trừ làm báo biết lái xe thì không có kỹ năng gì kiếm tiền Vợ hắn làm giảng viên đại học an ủi nói không sao, mặc dù sinh viên mỗi năm một ít nhưng cho dù tòa soạn báo sập thì trường đại học cũng không sập được, vẫn còn cô ấy lo. Tòa soạn báo đèn sáng như ban ngày, điện thoại nội bộ liên tiếp vang lên. Biên học đạo thẩm duyệt xong những bài báo thuộc trách nhiệm của mình, đeo tai nghe lên nghe nhạc giết thời gian. Biên học đạo vừa tìm ra một sai lầm cấp B, buổi tối vừa đưa kết quả sổ số, lần lượt là 1, 7, 8, 11, 21, 31, 1. Lần thứ nhất đưa lên biên học đạo theo lệ thường kiểm tra thì không có vấn đề gì. Nhưng bộ số lần thứ hai đưa lên lại thành 1, 7, 8, 11, 21, 31, bóng số, một bên in ấn đã vô tình xóa mất nếu như đưa tin này nên vậy dựa theo biện pháp thưởng phạt mới nhất của tòa soạn thì một tuần làm ca đêm này của biên học đạo coi như làm không công. Biên học đạo dùng điện thoại bội bộ gọi cho bên in ấn, để đối phương lên Internet kiểm tra, sửa đổi. Lại bắt đầu ù tai. Hắn đứng lên đi tới bên cửa sổ, làm mấy động tác đơn giản liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, đã sắp 12 giờ, mấy bài báo đưa tới không ngừng phải sửa đổi, hôm nay không được nghỉ xóm rồi đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời tối đen như mực, biên học đạo nghĩ. Ngày mai là ngày tuyến đường sắt ngầm số 1,2 của thành phố Tùng Giang đi vào hoạt động, lãnh đạo tòa soạn hăng máu như gà trọi, nhất định phải làm ra một tờ báo đẹp. Biên học đạo không nói được lời nào, một tờ nhật báo hàng ngày bán lẻ không tới 10 tờ, đẹp mắt hay không thì cho ai nhìn. Lãnh đạo thành phố Bọn họ chỉ xem qua một hai tờ đầu, xem có viết gì tới mình không, xem xem những người khác có động tĩnh gì, thầy biên đã xem xong của tôi chưa? Phía sau biên học đạo là nữ biên tập ban thời sự, 31,32 tuổi gì đó, tới tòa soạn đã 3 năm, nghe nói không ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm, không thưởng cuối năm. Thậm chí những phúc lợi nhỏ lúc bình thường cũng không có nhìn tòa soạn huy hoàng càng ngày càng không có tình người rõ ràng là một ngành sản xuất đã đến buổi hoàng hôn bộc lộ nhiều thiếu sót nhưng lại luôn có cảm giác ưu việt đến kỳ lạ doanh nghiệp lớn thường chèn ép người rất khốc liệt nhưng cũng chỉ có thể ức hiếp những người không có chỗ dựa nhờ vào năng lực của bản thân để vào được những người có quan hệ thân thiết thì luôn được an nhàn thoải mái một tập đoàn báo chí, nhân viên biên tập không quá 300 người, nhưng lại hưởng chế độ tiền lương, trợ cấp của gần 2.000 người. Biên học đạo cũng rất khôi phục sự kiên trì của nữ biên tập viên, cũng rất cảm thông. Nếu như sớm hơn 10 năm, sự nhẫn lại của cô ấy coi như có chút giá trị, giờ thì khó nói. Xem xong rồi, vừa chuyển qua bên in ấn để sửa biên học đạo ngồi vào chỗ đã lâu vẫn không thể tiến vào trạng thái thẩm duyệt, hắn nghĩ tới nữ biên tập kia ở nơi này đợi để làm gì. Cũng nghĩ đến việc mình ra đi, cho dù báo giấy không suy tàn, ngày ngày thức đêm mình cũng không thể sống tới lúc 65 tuổi mà lĩnh trợ cấp xã hội được. Một giờ sáng, cả thành phố ngoại trừ lâu lâu có tiếng những chiếc xe gạt đất gào thét chẹt qua thì mọi âm thanh đều đã biến mất các tòa nhà xung quanh không chút ánh sáng, chỉ duy nhất tầng 5 nhật báo Tùng Giang vẫn đèn sáng trưng. Thẩm duyệt cũng đã ổn, nhìn qua những chỗ cần sửa đổi, biên học đạo thả lỏng dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghe nhạc. Hàng năm trừ nghỉ bệnh vẫn có thể lĩnh lương như bình thường, bốn thẩm duyệt viên có những sở thích hoàn toàn không giống nhau. Khi rảnh rỗi, lão Vương lớn tuổi nhất thích chơi mạt chược trên máy tính, lão Lý thích nghiên cứu xu hướng cổ phiếu, lão Khương thì thích xem kịch truyền hình. Mấy năm trước biên học đạo cũng thích xem phim truyền hình Mỹ, chỉ là xem chán giờ đổi sang đeo tai nghe xịn để nghe nhạc. Đêm đêm xem phim Mỹ, nghe nhạc tiếng Anh, cộng thêm từ thượng tú dạy tiếng Anh ở trường đại học cho nên vốn tiếng Anh của hắn không hề thụt lùi so với lúc còn học đại học nhiều bài hát tiếng anh hắn hát vô cùng lưu loát thói quen nghe nhạc của biên học đạo khiến cho biên tập viên cùng bên in ấn rất đau đầu bởi vì khi hắn thẩm duyệt cũng nghe cho nên ai dùng điện thoại nội bộ tìm hắn thường xuyên hắn không nghe được đành phải chạy tới tận nơi chủ nhiệm biên tập tống minh đêm nay đã hút nửa bao thuốc ông vẫn muốn hút tiếp Đặc san về tuyến đường sắt ngầm này Tống Minh nhậm năm bài, mặc dù trước một tuần ông đã hoàn thành, lãnh đạo thẩm duyệt vài lần, đề mục từ 24 xuống 20 rồi lại xuống 16. Nhưng đến ngày cuối cùng này vẫn đang điều chỉnh. Tống Minh chưa tới 40 tuổi, đầu đã rất ít tóc. Ông ta cảm thấy mệt chết đi được, không hút thuốc không chống đỡ nổi thấy biên học đạo tựa vào ghế nghe nhạc dưỡng thần, Tống Minh đi tới vỗ tỉnh hắn, đánh mắt về phía phòng hút thuốc. Châm thuốc, Tống Minh hít một hơi sâu rồi nói. chương 2, kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn 48 ngày. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Dường như được ngủ một giấc sau nhiều ngày không ngủ, cảm giác quá tuyệt. Cảm thấy ấm áp, đây là cảm giác ánh nắng chiếu lên người, ánh mặt trời. Giờ là mấy giờ rồi? biên học đạo ý thức tỉnh táo nhưng kỳ quái chính là thân thể không nghe chỉ hủy. Đại não truyền lệnh lần đầu, lần thứ hai rồi phải rất nhiều lần tay và chân mới liên kết được với đại não. Cảm giác rất kỳ quái nhưng lại chân thật hả? Mình đang ngủ kiểu gì như này? Mình ngủ thiếp trên ghế salon. Thượng tú đỡm chương 3, mật khẩu độc nhất vô nhị. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com 10 giờ 40 tối về tới nhà, Biên Học Đạo cũng không muốn đọc sách gì cả, đề cũng chẳng muốn làm, bật đèn đi ngủ. Khi mẹ vào phòng đưa sữa thì thấy Biên Học Đạo đã ngủ, chỉ nhẹ nhàng tắt đèn hộ hắn. 3 giờ sáng, ánh trăng xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào trong nhà, mang theo vẻ trong trẻo lạnh lùng. Biên Học Đạo tỉnh dậy, Thật ra thì hắn rất hy vọng mình tỉnh lại thấy ngôi nhà năm 2014 của mình, nhưng đập vào mắt chính là áp phích Charlie Young thời còn để tóc dài, dưới ánh trăng màu trắng khiến biên học đạo sợ hết hồn. Biên học đạo nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình đã nhớ được nhiều tin tức quan trọng. Giống như là sổ số ngày 12 tháng 8 năm 2014 là 1, 7, 8, 11, 21, 31, 1. Nếu là bình thường biên học đạo chưa chắc nhớ được nhưng dãy số này rất đặc biệt và có quy luật. Như việc mình biết tuyến tàu điện ngầm số 1, 2 chạy qua những điểm này, biết kế hoạch của tuyến 3, 4, năm Như việc mình thẩm duyệt bản theo đã xem qua xu thế giá vàng từ năm 2003 đến năm 2013. Mình biết khoảng năm 2003, giá nhà ở Trung Quốc bắt đầu tăng lên, nhà mình nằm cách tận 160 cây số so với trung tâm thành phố Tùng Giang, năm 2006 là lần đầu tiên giá nhà lên tới đỉnh điểm. Năm 2009 là lần đỉnh điểm thứ hai. Mình biết Lưu Tường sẽ nhận huy chương vàng, Quách Đức Cương sẽ phát, Lý Na sẽ nổi tiếng mạc ngôn được giải Nobel văn học chiếc cúp của thế vận hội olympic bắc kinh như thế nào bản thiết kế đơn giản của hội trợ triển lãm thượng hải trung quốc đội nào vô địch world cup euro như việc mình biết những ai có mặt trong thị ủy thành phố tùng giang mấy khóa tiếp theo biết những quan lại thăng chức và những người về vườn biết chủ trương cùng xu thế kinh tế chính trị của đất nước Lúc này biên học đạo mới phát hiện 9 năm làm trong ngành truyền thông, 7 năm làm thẩm duyệt viên, hơn nữa tính chất công việc của một thẩm duyệt viên bắt buộc phải đọc báo. Từ đó nắm giữ được lượng tin tức lớn, đây là tài sản khổng lồ khi mình sống lại. Nắm giữ vô số tin tức như vậy, trong lòng biên học đạo tràn ngập tự tin, bắt đầu tò mò quỹ tích cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào ghi những tin tức mấu chốt vào trong bút ký, xong xuôi mọi việc trời cũng rạng sáng. Năm 2001, thành phố Xuân Sơn không hề có sương mù, bầu trời trong xanh, tiếng chim kêu ríu rít bay lượn tìm thức ăn. Biên Học Đạo cảm giác thấy thân thể khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, lực lượng cuồn cuộn. Đây là cảm giác mà hơn 10 năm sau, trải qua quanh năm làm ca đêm, thiếu hụt vận động hắn đã không còn cảm nhận được nữa cha đi chợ mua hoa quả tươi cho hắn vừa về mẹ đang làm điểm tâm trong phòng bếp nhìn cha mẹ bận rộn như vậy nghĩ tới cảnh mười mấy năm sau cha mẹ đã già đủ loại bệnh tật quấn lấy tiền lương hưu cùng tiền tiết kiệm của mẹ đều giao cho bệnh viện phòng khám và tiệm thuốc cha thì cả ngày lo lắng cho mẹ cố gắng kéo dài thời gian biên học đạo cảm thấy trọng trách trên vai rất nặng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra dù bằng cấp trong xã hội ngày càng mất giá nhưng vẫn là thứ không thể thiếu nếu bản thân muốn thay đổi vận mệnh để cha mẹ sống cuộc sống an nhàn lúc tuổi già bước đầu tiên cần thực hiện trước mắt là thuận lợi thi đỗ tốt nghiệp trung học ghi tên bảng vàng tùy tiện ăn vài miếng biên học đạo phát hiện mình không biết thời gian tự học trên lớp hắn tới trường hơi sớm lúc này trên sân trường rất ít người chỉ vài người đang chạy chậm kéo người mấy nam sinh luyện tập sút phạt ở cầu gôn thấy có người đá bóng biên học đạo ngứa ngáy trong lòng nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải lúc tìm được lớp học của mình trong phòng đã có ba người đang vùi đầu đọc sách hai nữ một nam nam là chu hàng trên tường có dán thời khóa biểu biên học đạo đã tới sớm một tiếng Biên học đạo vẫn nhớ nhà tên Chu Hàng này ở trên trấn, thời trung học vẫn luôn trọ gần trường. Thời trung học có ba lần xếp lại lớp, quan hệ giữa hắn và biên học đạo rất bình thường. Còn hơn một tháng nữa đã tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, cha mẹ sợ biên học đạo không có tiền tiêu nên khó chịu vì vậy cho hắn 50 đồng để tiêu ngồi trong lớp một lúc biên học đạo chọn mấy câu hỏi tiếng anh đi về phía chu hàng này chu hàng có thể giúp tao xem mấy câu tiếng anh này chọn đáp án nào hay không mục đích biên học đạo tiếp xúc chu hàng là trước khi danh sách chỗ ngồi trong kỳ thi phát xuống thành lập được tình hữu nghị với chu hàng mặc dù thời gian có phần thiếu thốn nhưng cũng không phải là không thể nào dù sao Chu Hằng cũng không biết 40 ngày sau hai người ngồi gần nhau, hiện giờ giữa hai người không có chút lợi ích quan hệ. Lần đầu tiên tiếp xúc sau khi sống lại, lại là thời điểm sáng sớm quý báu, chọn mấy câu hỏi tiếng Anh bình thường là lý tưởng nhất. Hắn không muốn cầm mấy đề số học tới, Chu hàng tốn mười mấy phút giảng dài hắn cũng không biết chu hàng có phải là một người có niềm vui thú khi giúp người khác không vạn nhất không phải chỉ vì mấy bài toán khiến đối phương khó chịu thì sau này tiếp xúc như nào lần đầu tiên hỏi bài rất thuận lợi chu hàng là một người dễ tiếp xúc trước giờ tự học buổi sáng biên học đạo còn hỏi được hai câu hỏi địa lý nữa công việc thẩm duyệt khiến biên học đạo có khả năng tập trung tinh thần siêu phàm cộng thêm khả năng đọc chính trị rèn luyện được trong tòa soạn năng lực hiểu biết về chính trị của một người trưởng thành nên biên học đạo học chính trị mà lịch sử làm ít công to cả ngày biên học đạo cứ chỉ đọc sách hiểu vấn đề và ghi nhớ mệt mỏi thì lén quan sát chu hàng một chút phỏng đoán sở thích và tính cách của chu hàng quan sát vòng giao tiếp của hắn trừ buổi tự học sáng sớm hỏi hắn ta hai vấn đề cả ngày hôm nay biên học đạo không tới tìm chu hàng nữa hắn không muốn để biểu hiện của mình quá mức đột ngột trực giác nói cho hắn biết chu hàng là một nam sinh tương đối nhạy cảm giờ tự học buổi tối biên học đạo thả lỏng đầu óc như đi vào cõi thần tiên vậy đột nhiên hắn nghĩ ra một vấn đề bút ký của mình ghi lại những tin tức long trời lở đất như vậy nếu để người ngoài nhìn thấy thì như nào nếu có phiền toái thì như nào không được, không thể ghi chép rõ ràng như thế, phải bí mật, phải nghĩ biện pháp để người khác có xem cũng không hiểu được. Cả buổi tối biên học đạo thiết kế một loại phương thức ghi chép chỉ có mình hiểu được, kết hợp chữ Ả Rập, tiếng Anh, ghép vần, thiên can địa chi, cộng trừ nhân chia, đảo ngược, màu sắc đến dạng sáng. Hắn thành công hòa dãy số giải nhất 13 năm sau một trong tổ hợp ký hiệu quái dị, biên học đạo cất quyển bút ký màu đen này xuống dưới đáy giá sách của mình sáng hôm sau, biên học đạo vẫn đi học rất sớm. Sau khi ngồi trong phòng 10 phút thì Chu Hàng đi vào. Biên học đạo bắt chuyện với đối phương, sau hơn nửa giờ thì cầm mấy câu hỏi tiếng Anh vẫn còn mơ hồ tới hỏi. Biên học đạo cảm nhận được thái độ giảng giải của Chu Hàng hôm nay tự nhiên hơn rất nhiều. Trong giờ nghỉ chiều, biên học đạo đi tới chỗ Chu Hàng hỏi tiếp mấy câu. Vừa hỏi vừa suy nghĩ tính cách cùng thái độ của Chu Hàng. Không còn cách nào khác, kiếp trước học trung học hắn không tiếp xúc mấy với Chu Hàng, không hiểu biết gì về cậu ta. Huống chi còn trải qua hơn chục năm rồi. Trường trung học số 1 của thành phố Xuân Sơn không có phòng ăn, học sinh muốn ăn một là về nhà, hai là mang cơm, ba là tới một quán cơm gần trường để giải quyết. Thời gian nghỉ chưa học sinh lớp 12 coi như đủ, thời gian cơm tối lại khá thiếu thốn, ăn cơm thì thừa nhưng lại không đủ thời gian về nhà học sinh chọn tông trường như Chu Hàng khẳng định đã có hợp đồng ăn cơm với quán cơm nào đó ở gần đây. Sau khi tan học, thấy Chu Hàng ra khỏi phòng học, biên học đạo liền đi theo. Đi giữa dòng học sinh đông đúc, vừa phải giữ khoảng cách, vừa sợ mất dấu đối phương, biên học đạo cảm thấy khi mình theo đuổi con gái cũng không mệt mỏi như vậy. Chu Hàng ăn cơm ở một quán cơm bình dân, chiếc đầu VCD treo ngược đang chiếu slam đăng học sinh mấy người một bàn vừa ăn vừa xem thỉnh thoảng lại đánh giá vài tiếng biên học đạo tùy ý lấy mấy món chen chúc ngồi vào bàn của chu hàng hắn đang muốn gia tăng số lượng tiếp xúc với chu hàng để làm quen một chút sau có mấy nam sinh cùng lớp đi vào gọi tên biên học đạo và chu hàng mấy người ngồi chung một bàn nhân vật chính của bàn này là bành hồng thành tích trong lớp thuộc nửa sau nhưng nhà có điều kiện Mẹ nó là bác sĩ, cha lại làm trưởng phòng có thực quyền trong sở địa chính. Sau khi biên học đạo đi làm cũng từng gặp Bành Hồng hai lần, một lần lái Audi, một lần cưỡi Land Rover. Nghe nói sau khi trượt tốt nghiệp trung học thì đi nghĩa vụ quân sự, sau khi giải ngũ mua một ghế biên chế trong sở địa chính thành phố Tùng Giang. Cách kỳ thi tốt nghiệp còn 40 ngày, học sinh kém một là nước tới chân mới nhảy, hoặc là hố cơ loạn không làm được trò gì nhưng đối với Bành Hồng mà nói thì đây là quãng thời gian tươi đẹp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới gần, các học sinh năm cuối đều có sự phóng túng kỳ lạ. Một cô bé rất quy củ cũng có thể vì áp lực quá lớn mà vào tiệm nét quán karaoke hay chương 4. Bạn tốt, nghe chọn bộ tại mê audio com Đến năm lớp 12, suy nghĩ của giáo viên và cha mẹ cũng không khác nhau nhiều, không quản thúc quá nữa trở về phòng học biên học đạo gục trên bàn ngủ một giấc khi tỉnh lại đã là tiết thứ ba giáo viên nói mấy câu hỏi khó điển hình sau đó ngồi trên bục giảng để mọi người tự do học tập có vấn đề thì lên hỏi trong phòng chỉ có tiếng lật sách sột soạt tiếng bút viết biên học đạo giống như một chiếc máy photocopy tốc độ cao lật từng tờ từng tờ quách đông nhìn biên học đạo ngồi bên cạnh vùi đầu một hồi sau đó đặt sách xuống viết lên vài nét bút sau đó lại vẽ mấy cái cây kiến thức sau đó lại lật sách nhìn dáng vẻ biên học đạo vô cùng chuyên chú sự tập trung của hắn quách đông có thể cảm nhận được nếu không phải gần đây biên học đạo không nghỉ ngày nào thì quách đông cũng nghi liệu có phải là một người khác hay không trong khối 12, thành tích của Quách Đông cao hơn Biên Học Đạo 10 vị trí, hơn nữa thứ hạng của hắn ổn định hơn Biên Học Đạo rất nhiều. Nguyên nhân ổn định là Quách Đông không học lệch mà Biên Học Đạo học lệch vô cùng, hắn vẫn nhớ như in lần Biên Học Đạo được 23 điểm môn số học khiến cả lớp đều kinh hãi không thôi. Xem dáng vẻ hai ngày nay thì Biên Học Đạo định buông tha cho số học, bất luận là tiết nào cũng gặm sách chính trị, lịch sử, địa lý. Dùng từ sách lớp 10. Người khác mắc điểm 750, hắn chỉ định mắc 600 điểm, vậy cũng được sao? Biên học đạo biết Quách Đông đang quan sát mình, nhưng hắn không sợ quan sát, cũng không có thời gian đối phó. Hắn chỉ có thời gian 46 ngày, còn có rất nhiều sách chưa đọc hắn vẫn nhớ rõ đối phương chỉ ngồi cùng bàn với mình nửa sau kỳ cuối lớp 12, thành tích học tập bình thường cũng không tệ lắm, nhưng khi thi làm không tốt, chỉ vượt qua điểm sàn trường loại 20 điểm. Thấp hơn mình hơn 20 điểm. Quan trọng nhất chính là điểm của Quách Đông bị sai, lệch tới 30 điểm, khiến cho hắn phải vào một trường đại học loại 2 kém nhất. Sau kỳ thi tốt nghiệp hai người không liên lạc nữa, Quách Đông đã nghĩ đúng, biên học đạo xác định bỏ qua số học chỉ còn thời gian hơn 40 ngày, hắn xác định đầu tiên sẽ học thuộc các môn kia, đến lúc cuối nếu còn thời gian thì học tập các công thức và dạng bài tập cơ bản nhất. Vấn đề số học biên học đạo muốn dùng phương thức khác để giải quyết. Cho dù cuối cùng không đủ thời gian thì hắn cũng có đủ vốn để liều mạng vào một trường hạng 2. Đêm nay, đèn phòng biên học đạo sáng tới 2 giờ 30 chỉ ngủ hơn 3 tiếng biên học đạo đã thức dậy, tới trường rất sớm. Trên đường hắn mua hai chai sữa tươi, hai túi bánh ngọt nhỏ tốt nhất thời đấy. Hắn không có thời gian rông dài với Chu Hàng, hắn phải nhanh chóng trở thành bạn tốt với Chu Hàng. Tất cả mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, thực tế thì học sinh giỏi Chu Hàng trọ ở trường cũng không có nhiều bạn một điểm quan trọng chính là trong lớp biên học đạo luôn bình thường, học tập không giỏi không kém, làm việc bình bình, không khoa trương, dáng vẻ không dễ nhìn nhưng khi cười rất sáng sủa, hồn nhiên. Tóm lại không phải là dạng người thanh danh kém cỏi khiến người chán ghét. Hơn nữa thông qua mấy ngày tiếp xúc Chu Hàng phát hiện biên học đạo rất hiểu chuyện. Sau một tuần, biên học đạo và Chu Hàng đã trở thành đôi bạn cùng ăn buổi sáng sữa tươi buổi trưa coca cola buổi tối kem cùng đồ nướng ven đường biên học đạo khống chế ổn định tiền chi ra của hai người hắn luôn đảm bảo mình tiêu nhiều tiền hơn chu hàng hắn muốn chu hàng thiếu tình cảm như vậy khi mình nói yêu cầu liên quan đến lợi ích không khiến cho đối phương cảm thấy quá phận không dễ từ chối gần đây biên học đạo học tới muốn phát điên rồi mặc dù hắn biết phạm vi đề thi nhưng kiến thức cần bổ sung quá nhiều hắn muốn đảm bảo dưới điều kiện không điểm môn số học vẫn có thể thi vào một trường hạng hai sau khi sống lại được nửa tháng biên học đạo xoay tròn như con quay lại nhớ tới từ thượng tú khi trước hắn cũng nhớ tới từ thượng tú nhưng rất nhanh đã bị sự mê mang hưng phấn khi sống lại cùng áp lực kỳ thi đè xuống Tối hôm đó, biên học đạo nằm trên chiếc giường đơn, nỗi nhớ từ thượng tú như thủy triều ập đến, thế không thể càn. Người con gái dịu dàng, hiểu ý, giỏi giang việc nhà kia khiến hắn không thể quên nổi. Từ thượng tú, người 8 năm sau hắn gặp được, 9 năm sau thì gả cho hắn. Biên học đạo gần đây cảm thấy chính mình đã quên điều gì, hiện giờ hắn mới nghĩ ra hắn bằng tuổi với từ thượng tú, lại là bạn đại học của mình, chỉ là lần trước mình đỗ chuyên ngành xã hội học hạng hai còn từ thượng tú đỗ chuyên ngành thương mại quốc tế, không cùng một khoa. Viện với nhau. Trong 4 năm học đại học hai người không có gặp mặt trước năm 2009 chưa từng quen biết. Nỗi nhớ khó nguôi, hắn nghĩ không biết năm một từ thượng tú nhìn như nào. Hiện giờ từ thượng tú đang làm gì? cô bé cách đây mấy trăm cây số kia có biết giờ có một người con trai đang nhớ về mình không lúc nghỉ ngơi biên học đạo đã nghĩ kỹ lần thi tốt nghiệp này nhất định phải lén mang đáp án của mình ra để so điểm chính xác lợi dụng ưu thế biết điểm báo một chuyên ngành tốt tối đa hóa giá trị lớn nhất của điểm số hiện giờ biên học đạo xác định trường học của mình không đổi bất luận như nào cùng chọn cùng trường với từ thượng tú đại học đông sâm thành phố tùng giang chỉ cần có thể thi đỗ đại học Đông Sâm, 4 tháng sau mình có thể gặp mặt từ Thượng Tú, nhìn thấy người vợ tương lai của mình, từ Thượng Tú. Biên học đạo thề vừa nhìn thấy từ Thượng Tú phải lập tức theo đuổi, nhất định phải có một cuộc tình lãng mạn trong trường đại học. Phải cho thời gian sinh viên của từ Thượng Tú là quãng thời gian đẹp nhất, phải dùng những thứ mình biết kiếm thật nhiều tiền, để từ Thượng Tú hưởng một hôn lễ long trọng mua cho cô một tòa nhà cô thích, mang cho cô một cuộc sống cô mong muốn, hiện giờ biên học đạo muốn liên lạc ngay với Từ Thượng Tú. Số điện thoại của Từ Thượng Tú mình biết, nhưng giờ vô dụng, thứ đó hơn 10 năm sau Từ Thượng Tú mới bắt đầu dùng. Mail của Từ Thượng Tú mình cũng biết, nhưng giờ Từ Thượng Tú còn chưa đăng ký. Số kêu của Từ Thượng Tú mình cũng biết. Đúng rồi, chính là kêu Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tốt nghiệp trung học còn cách 28 ngày đọc sách cho tới trưa, ăn cơm xong xuôi biên học đạo kéo chu hàng vào tiệm nét mắt to cách trường học không xa. Máy tính rất chậm, chuột cũng cùi bắp nhưng biên học đạo cũng không quan tâm. Bảo chủ quán mở hai máy, để chu hàng ngồi chơi máy bên canh, biên học đạo mở kiêu kiêu. Nhập số hiệu kiêu kiêu, nhập mật khẩu. Thông báo, sai mật khẩu. Nhập số hiệu kiêu kiêu, nhập mật khẩu. Thông báo, sai mật khẩu nhập số hiệu QQ, nhập mật khẩu. Thông báo, sai mật khẩu, đơ cơ mơ, chủ quán, chủ quán, sao máy tính cứ báo mật khẩu QQ sai là thế đờ, nào. Chủ quán trẻ tuổi đi tới, nhìn mấy lần, dùng ánh mắt nhìn đồ thần kinh nhìn biên học đạo, mày nhập mật khẩu sai nhiều lần quá rồi. Đây đúng là số của mày chứ, ngồi vào ghế biên học đạo suy nghĩ cẩn thận đây đúng là số kêu kêu của mình nhưng trong trí nhớ lại là mật khẩu năm 2014 đương nhiên mật khẩu này không thể dùng vào năm 2001 đã qua hơn 10 năm mật khẩu không biết đã đổi đi đổi lại bao nhiêu lần hiện giờ biên học đạo không có trí nhớ năm 2001 cho dù nhớ cũng rất mơ hồ Biên Học Đạo cũng nghĩ ra một chuyện, số QQ của mình năm 2001 cũng chưa có số QQ của Từ Thượng Tú, cho dù login in cũng chả có tác dụng đếch gì. Chỉ có điều nếu mình biết số QQ của cô ấy thì dùng số QQ nào cũng có thể tìm được. Cho nên Biên Học Đạo bắt đầu tạo nick QQ. Số QQ đầu tiên có 8 con số. Số thứ hai 8 số. Số thứ ba 7 số. Biên học đạo tìm chủ quán mượn cái bút và tờ giấy, ghi số QQ, mật khẩu và câu hỏi bí mật lại. Hắn biết hơn chục năm sau, QQ 7 số đã có thể bán được chút tiền. Biên học đạo ghi chép lại 8 cái QQ 7 số, sau đó tiếp tục tạo nick xuất hiện một cái QQ 6 số. Thứ tốt nha, biên học đạo như nhặt được trí bảo. Cẩn thận ghi nhớ số hiệu cùng mã số, cẩn thận bổ sung thông tin trong profile nhìn qua đồng hồ đeo tay, thấy đã sắp tới giờ học liền vội vàng vỗ vai Chu Hàng đang bắn CS, trở về trường. Trường Nam, B45 và B21 khủng bố. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau tiết tự học thứ hai buổi tối, đã có người trốn học. Buổi trưa Chu Hàng chơi CS vẫn còn chút thòm thèm, biên học đạo thì muốn tiếp tục tạo nick kiêu kiêu, đặc biệt còn muốn tra số hiệu kiêu kiêu của từ thượng tú, hai người hợp kế trốn học quán nét rất đông người, sau khi đợi 20p mới có thể được hai chiếc máy. Biên học đạo login vào nick QQ 6 con số, mặc dù list friend còn trống rỗng nhưng cảm giác thật tốt. Đây là thay đổi tốt đầu tiên hắn làm được. Hắn quyết định trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhất định phải xin hoặc mua vào nick QQ của đám bạn học. Trong ô tìm kiếm nhập vào số hiệu QQ của từ thượng tú, tìm tòi thử, tim biên học đạo không nhịn được đập nhanh kết quả xuất hiện, hả? Nam, 31 tuổi, Nam Kinh, biên học đạo ngẩn người, nhà của Từ Thượng Tú vốn ở thành phố Thiên Hà, số kiêu kiêu của cô sao lại trong tay một thằng đực dựa ở Nam Kinh. Biên học đạo cẩn thận nhìn lại dãy số tìm kiếm, đúng vậy, chính là dãy số này, mình đã quá quen thuộc. Biên học đạo không quản được nhiều như vậy, trước tiên thêm bạn rồi hãy nói. Con mẹ nó, còn phải được đồng ý nữa. Nói gì bây giờ? Biên học đạo lại gặp khó khăn. Nói, anh là chồng của em 9 năm sau, nhất định là không thể được, không nói việc số kiêu kiêu này giờ đang nằm trong tay ai, cho dù từ thượng tú đang dùng, một nữ sinh cấp 3 chắc chắn không chịu được điều này. Nói, xin chào, kết bạn đi, đoán chừng không được, với sự hiểu biết của biên học đạo với vợ mình thì nói như vậy tám phần bị từ chối. Thật buồn nha. Được rồi, biên học đạo dứt khoát gõ, làm quen một chút, sau đó ấn gửi. Hiển nhiên đối phương không online, đợi như vậy không có ý nghĩa. Biên học đạo nhìn vào những trò chơi trong máy, căn bản không kích thích được lòng hứng thú của hắn. Đang khi hắn xem tin tức thì Chu Hằng ngồi hàng máy phía trước gọi hắn. Biên học đạo, mau vào CS phòng Gansini, bên cạnh đang thiếu người. Biên học đạo tiến vào, làm mép phòng trắng gia nhập bên cạnh, trên người không có tiền, mua một quả bom mù, cầm khẩu lục đem đi cùng đồng đội. Ván đầu tiên, biên học đạo dùng lục đen cùng dao móc lốp cửa sau giết chết ba người, thắng. Ván thứ tư, mua Desert Eagle, giết chết bốn tên, thắng. Phe Counter Terrorist phấn chấn vô cùng. Ván thứ ba, biên học đạo đặt tên Biang mua B45, cơn ác mộng của bên cướp đã bắt đầu. Biên học đạo từ thời đại học cho tới khi làm việc, hơn 10 năm trong máy tính cá nhân của hắn luôn có CS. Sau khi xong việc, ban ngày nhàm chán không có chuyện gì thì lên mạng làm vài ván CS. Sở trường của hắn chính là súng B45 sao? Sử dụng nhiều năm khiến cảm giác tay rất tốt khi dùng B45, ở khoảng cách gần không cần ngắn, tỷ lệ bắn chúng cũng có thể đạt tới 90%, ở khoảng cách xa cũng có 50% tỷ lệ thành công. Sau B45, là khẩu Steyr Scout Austria. Học sinh năm 2001, khả năng bắn CS rất bình thường, hiểu biết về các loại súng không đủ, cài đặt tốc độ chuột đều không cần, có biết cũng không chỉnh, pro ít như lông phượng sừng lân gặp phải tên yêu nghiệt như biên học đạo bị bắn cho xịt khói đầu. Trong phòng truyền ra tiếng nói, phòng Gansini biến mất đổi mép. Chu Hằng không hổ là học sinh giỏi, lập tức tìm được linh cảm trong cái tên Biang của biên học đạo, sau đó đổi bản đồ thành châu. Giờ là bản đồ Italy, đối phương vẫn bên cướp, biên học đạo vẫn là cơn ác mộng của bên kia. Cho nên bản đồ đổi thành sa mạc. Không lâu sau bản đồ đổi thành hồ máu. Hồ Máu là bản đồ bắn lâu nhất, biên học đạo vẫn sử dụng khẩu B45 cùng Desert Eagle. Chu Hàng Luân Phiên sử dụng B21 cùng B22, cuối cùng chỉ dùng B21. Sao PS, Desert Eagle là khẩu 12, tức lục bạc còn B21 là khẩu sóc lọ huyền thoại mặt cười chỉ cần biên học đạo dùng B45 bằng một tiếng là đối phương mất nửa máu hắn lập tức nhảy ra bồi thêm một súng liền giải quyết đối phương một ván đã xong trong phòng không ngừng vang lên tiếng kêu ai oán của những game thủ bên cướp chu hàng rất cao hứng đối phương đã quyết game chỉ lát sau mấy nam sinh đi ra ngoài nhìn một vòng thấy chỉ số kiêu của chu hàng liếc vài lần sau đó trả tiền khi Biên Học Đạo kéo Chu Hàng khỏi tiệm nét đã sắp 11 giờ. Biên Học Đạo về trường lấy xe đạp, vội vàng về nhà. Trưa hôm sau ăn cơm xong, Chu Hàng lại kéo Biên Học Đạo ra quán nét. Biên Học Đạo ngậm trái đắng, trong lòng tự nhủ đại ca học giỏi đương nhiên không cần lo lắng, tiểu đệ đây còn một đống sách chưa đọc nè. Không còn cách nào, ai bảo hắn có chuyện cần cầu đối phương, đành phải đi chơi cùng không thể không nói đầu óc Chu Hằng rất tốt, một buổi trưa hắn đã nắm giữ kỹ thuật dùng B21 bắn một phát lại nhảy một cái. Lần này biên học đạo lại nhắc nhở thêm vài kỹ thuật khác, chỉ số kêu của Chu Hằng tăng lên rất nhiều. Cho nên mỗi phòng CS trong quán nét đều gặp tổ hợp hai người rất khủng bố, một B45 một B21, tổ hợp này ăn sạch gần xa, phong tao vô cùng. Không đầy mấy ngày chỉ cần nhìn thấy cái tên Biang và Châu ở team nào thì phe đối diện lập tức số người giảm mạnh. Thứ bảy, giờ nghỉ giữa chiều, Chu Hàng lại kéo biên học đạo đi bắn CS. Lần này gặp mấy tên kỹ thuật không tồi, dùng B41 với B46 khá điệu nghệ. Biên học đạo bao nhiêu cũng có thể ứng phó được nhưng Chu Hàng thì căn bản thò đầu ra là chết. Vinh dự mấy ngày qua lập tức nát bét sau một trận thắng chu hàng vô sự tự thông học được hành xác đối phương đối phương vừa hành xác hắn hắn lại hành xác lại về sau khi đối phương giết được chu hàng không tìm biên học đạo và những người khác mà chỉ liên tục nã đạn vào thi thể hắn sau khi hết đạn thì nhảy tới nhảy lui lên thi thể hắn biên học đạo thấy sắc mặt chu hàng không tốt liền trả tiền kéo hắn ra cửa bảo hắn tới quán đồ nướng gần đây xả xì si chết Biên học đạo đã nghĩ kỹ, nhất định phải nói với Chu Hàng trước kỳ thi không thể tới tiệm nét nữa. Gần đây hai người bọn họ quá phóng túng, vừa ăn được vài sâu thì trong cửa hàng có ba thanh niên đi vào, người đầu tiên mặc trang phục cao bồi, đầu bổ ngôi, nhìn qua chỉ có thể kết luận không phải học sinh vùng này. Tên áo cao bồi kéo áo Chu Hàng nói: "Con mẹ mày, vừa rồi là mày, hành xác tao đúng không?" Chu Hàng liếc nhìn một cái, hất tay đối phương ra, bỏ ra, mày muốn làm gì? Một tên gầy đi lại gầy, tiến tới một cước đạp ngã ghế của Chu Hàng, không phải là mày pro sao? Không phải vừa rồi mày dám, hành sắc sao? Đờ cờ mờ, biên học đạo ý thức được đây là cơ hội làm sâu sắc tình bạn với Chu Hàng. Mặc dù cùng ăn cùng chơi là cần thiết nhưng thời gian quá ngắn, cần phải cùng chịu đánh, cùng giải quyết vấn đề thì mọi chuyện mới không giống các anh đừng như vậy chỉ là trò chơi mà thôi bình tĩnh bình tĩnh đừng ra tay mời ngồi mời ngồi chờ chút em mời biên học đạo vẻ mặt cười nịnh đứng dậy tên cao bồi đối diện nhìn thấy biên học đạo cao hơn mình mấy cm xoay chuyển trong mắt suy nghĩ không biết nói gì tên tóc húi cua chạy tới dùng gót chân tàn nhẫn đạp biên học đạo một cái khiến biên học đạo bắn vào góc tường thiếu chút nữa ngã xuống nhìn thấy như vậy tên cao bồi liền thoải mái trong lòng nghĩ may vừa rồi không nói gì chỉ là hai tên học sinh trung học thì sợ gì chứ hai tên nhu nhược đánh một trận còn phải chuẩn bị chút tiền mới có thể giải quyết anh anh đừng ra tay chúng em sai rồi anh chớ chấp nhạt anh ngồi đi ngồi xuống để em lấy ít đồ ăn biên học đạo khom lưng cười nói vừa hướng tới cái bàn bên cạnh tên tóc cua muốn đi qua thì đột nhiên thấy biên học đạo quơ một chai bia trên mặt đất trong một cái lên tường một cước đạp vào tên tóc húi cua thấp hơn nửa cái đầu cầm cái vỏ bia đã đập vỡ đặt lên vai tên cao bồi biên học đạo vẫn cười nói người anh em chuyện này coi như xong đi mọi người đổ máu thì lại không tốt đâu chỗ này tôi còn một trăm tiền không nhiều lắm coi như bồi lễ cho anh không biết được không thấy tên cao bồi không buông tay, chai bia trong tay biên học đạo dí vào cổ đối phương. Tên cao bồi cảm thấy lạnh lạnh, cũng không biết là có chảy máu hay không, khẽ run run, nới lỏng tay đang bắt Chu Hàng ra. Biên học đạo cầm lấy 100 đồng trong túi quần ra, đặt lên bàn, cũng không biết là trả tiền cho chủ quán hay cho tên cao bồi, sau đó kéo Chu Hàng ra khỏi cửa. Đợi khi tới chỗ rẽ hai người liền chạy biến, như điên chạy về trường học cho tới khi đến cửa trường học biên học đạo mới ném chiếc chai vỡ đi